Trần Hưng xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay Trần Hưng xin giới thiệu con vang số 6CHM Mota Audio. Con này thuộc dòng DFP 338A. Và tiện thể đây mình hướng dẫn luôn để cho bác Hải Phòng một con vang số và một đôi loa full bát 30, đôi bao loa full này có giá trị là 3,5 triệu. Và con vang số này, vang số chỉnh cơ có giá là 1,5 triệu. Con vang số này rất hay. Bây giờ bên mình sẽ giới thiệu về mặt sau con vang số. Đây, con này là hàng nội địa Trung Quốc nhé. Mình sẽ hướng dẫn chỉnh để có anh em nào không biết chỉnh thì vào sẽ giúp ích cho anh em một chút. Thì đây là mặt sau của con vang số 338A. Thì con này nó có chế độ đầu vào là VGM và AUX. Hai đường này là đường vào, đường tín hiệu cấp vào và tín hiệu cấp ra cũng bằng jack AV là output và tích hợp 6 cổng Canon. 6 cổng Canon để xuống đẩy hoặc xuống âm ly bằng jack Canon và có hai đường mic foot là mic input đằng sau. Thì mình xin hướng dẫn các cổng này và các nút tương ứng ở trên này. Thì cổng R và cổng L để xuống đẩy và cổng center, cổng sub và cổng SR và LS. Thì hai cổng R và cổng L này thì tương ứng với hai nút ở trên này, hai nút MX và nút VON. Đây, các bạn nhìn thấy chữ L trên R. Thì cái nút đầu tiên này là nút chỉnh volume của chế độ vào BGM này, to nhỏ khống chế nhé. Đấy, khống chế độ mắc là cao nhất này. Đấy. Và nút thứ hai là nút MX. Thì nút này là cho ra, một là cho ra nguyên đường mic hoặc là nguyên đường nhạc của hai đường R và đường L. Đấy. Nếu mà các bạn vặn về cái phía phần mic thì hai cổng này nó sẽ ra chỉ phần mic thôi. Đấy. Hai cổng này sẽ chỉ ra phần mic và vặn về phần music thì nó sẽ chỉ ra đường nhạc, không có tiếng mic nữa. Thì các bạn phải chỉnh về giữa cái nút này, về giữa thì nó sẽ có cả nhạc và mic. Tương tự như vậy các nút center cũng vậy, và nút và đầu ra sub vậy, và đầu ra của L, RS và LS cũng vậy. Đây là mặt sau con vang. Và mình xin giới thiệu mặt trước của con vang này nhé. Mặt trước con vang này. Mặt trước con vang này có 3 nút to nhé. 3 nút to này. 3 nút to tương ứng với nút effect, tức là nút vang nhạc tổng và nút mic tổng và nút nhạc tổng, đấy, music. Đấy. Mic, effect. Đấy. Đây là mic, tăng mic này, tăng nhạc và tăng echo, echo tổng. Thì bây giờ các bạn muốn chỉnh bát chép của nhạc, bát chép của nhạc thì con vang này nếu mà chỉnh bát chép thì bắt buộc phải có một tua vít điện đầu hai cạnh như này. Thì ở trên màn hình hiển thị một bên là mic mode và một bên là music mode. Thì muốn chỉnh nhạc thì các bạn hãy ấn vào music mode. Thì nhìn trên màn hình hiển thị nháy music mode thì các bạn bắt đầu lấy đầu tua vít thò vào chỗ bát, tăng bát. Đấy, nhìn trên màn hình nó sẽ nhảy bát là 14 là cao nhất. Đấy. Cho về cộng 0 là nó là giữa. Đấy. Ở giữa trừ 14 là thấp nhất. Đấy.
Đấy, mình cho ở 00 là ở giữa, tức là như âm ly ấy. Âm ly là nó là 12 giờ, nó là ở giữa ấy. Tương tự như vậy, nhìn music một nháy, bắt đầu các bạn lại thò vào chép cạnh bên chỗ bát này. Quay. Đấy. Nhìn chép nhảy, tần số chép nhảy. Đấy là xong phần nhạc music. Còn bắt đầu đến hướng dẫn đến phần mix. Phần mix. Bây giờ nếu mà tất cả anh em muốn chỉnh delay, tweak pitch và e cho reverb time. Đấy. 1 2 3 4, 4 nút này. Thì nếu mà chúng ta muốn chỉnh thì bắt buộc phải dí vào mix mode. Bắt đầu nhìn thấy mix E cộng R2 nháy. Bắt đầu cho tu vít vào, xoáy chỗ đờ đây. Đấy, đờ đây là đúng trễ. Và xoay repeat. Đấy nhá. Cái những cái đờ đây repeat này thì về anh em chỉnh toàn bộ không gian gia đình này và theo loa theo mic. Và chỉnh e cho gì vật đây, xoay phần e cho gì vật này thì màn hình sẽ nhảy phần trăm. Đây là phần trăm e cho, đang là mình để e cho 63 và gì vật e cho 60, gì vật 40. Phần này nếu mà anh em là thích hát nhiều e cho thì tăng e cho, thích hát gì vượt thì tăng gì vượt lên. Đấy, nó có hai bên e cho bao nhiêu phần trăm và gì vượt bao nhiêu phần trăm. Đấy, tương tự như thế, bên này là gì vượt time, là thời gian của gì vượt. Nhìn trên màn hình nháy thì bắt đầu với cho chỉnh nhé. Và tương ứng với nút hàng nút dưới cùng này, từ nút low cut và nút gain. Đấy. Là nút giải tần equalizer để chỉnh bát chép của mic nhé. Bây giờ nếu mà cái này thì không cần phải dí vào đâu cả, cứ thò thẳng tu vít và chỉnh được. Phần đầu tiên là phần low, tức là phần bát mic, đến gain là phần to bát của mic. Đấy, bắt đầu giải gain này là giải chung. Giải chung, đây là giải bát, bát tổng và chép đấy. Và hi đấy, bát chép đấy, bát chép của mic ấy. Đây phần này là phần bát chép và phần min của mic nhá. Từ 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy, thì cứ lâu là bát chép, hi là chép này. Đấy, phần này thì anh em về chỉnh theo mic và theo không gian, theo loa. Đấy, phần dưới này thì nếu anh em muốn chỉnh thì cứ để về giữa, tất để về giữa, xong alo tiếng mic xem nó thừa thiếu phần nào thì anh em giảm phần đấy xuống. Đấy, xong phần mic. Và đây là nút effect tổng. Thích hát nhiều thì cho thì tăng lên, mà thích hát ít thì giảm xuống. Và tiếp tục là dãy hàng nút ở trên này. Dãy hàng nút trên này. Nút FBX là nút chế độ chống hú. Anh em nhìn thấy cái nút FBX trên màn hình có hiển thị trên đây là hiển thị chống hú. Và ấn vào đây mất là mất chế độ chống hú. Cái nút FBX này là nút chống hú, với cả tác dụng của nó nữa là nút khóa lại chương trình cài đặt. Khi mà anh em cài đặt xong cái chương trình delay, repeat, reverb echo và reverb time thì anh em ấn chặt lại nút FBX. Ấn chặt lại. Đấy, nó hiển thị lock on là đã khóa toàn bộ chương trình này. Chương trình phần delay, repeat, echo, reverb và reverb time đã khóa lại. Tránh trường hợp cho người lạ xoáy vào để cho nó loạn trong phần máy này. Khi nào anh em muốn chỉnh lại, ấn chặt lại phần FBX
ấn chặt lại FB. Đấy, nó mở lock off là nó mở khóa cho anh em chỉnh phần này. Còn phần EX là phần nâng tiếng. Đây hiển thị trên màn hình có chữ EX là đang có chế độ nâng tiếng, ấn vào mất chế là mất chế độ nâng tiếng. Đấy. Còn tác dụng của cái chế độ nút EX này, nó là nút tăng của tăng volume sub, khống chế volume sub. Giữ chặt lại thì nó sẽ hiển thị volume sub. Đấy. Setup sub đấy. Anh em tăng giảm sub lên. Còn nút B và nút Ken và nút thăng ở giữa đây. Cái phần này là phần quan trọng nhất. Bây giờ anh em muốn tăng độ mắc, chẳng hạn tăng volume mic. Tăng volume mic. Hiện tại tăng đến 50 không thể tăng được nữa. Thì cái tần số mắc cao nhất của con vang này là 80 nhé. Thì 80, music 80, mic 80 và effect 80. Thì muốn tăng đến cao độ mắc nhất thì anh em vẫn chặt nút thăng này, cũng giữ chặt nút thăng để tăng độ mắc lên. Đấy, màn hình nó sẽ hiển thị music. Ba đang là nhạc 03, phải làm thao tác nhanh trong vòng 2 giây. Đấy, xong anh em xoay mic, xoay nhạc lên độ mắc này. Muốn khống chế bao nhiêu, chẳng hạn 30, 40, 50, 60, 70, 80 tùy ý. Và tương tự mic cũng vậy và effect cũng vậy. Đấy. Khi nào nó về thế này là không chỉnh được nữa. Và nút B này, nút B này là nút khống chế mở máy nhá. Chẳng hạn anh em muốn mở máy lên music nó ở 10, nhạc nó ở 10 và mic nó ở 20 hoặc effect nó ở 30 thì anh em ấn chặt nút B này. Ấn chặt, giữ chặt nút B này để khống chế độ mở máy. Đây là khống chế độ mở máy nha. Đấy. Khống chế độ mở máy. Khống chế độ mở máy nhá. Đấy. Đấy, mình xin đã hướng dẫn xong các phần nút này. Nếu mà anh em nào mua phải những con vang này mà không biết chỉnh ấy, thì vào xem hướng dẫn sẽ biết chỉnh ngay. Và nút sub, đây là cắt tần số sub, nút con ở đây. Cắt đến từ 30Hz đến 250Hz. Nếu anh em dùng sub hơi thì cắt con này, cắt nút này nhé. Còn có 3 đường mic được trước để anh em cắm mic. Cái này có 7 chương gì anh em chọn. 6, 7, 1, 2, 2. Con vang số này trông hú rất tốt nhé. Đây mình ngồi cạnh loa luôn. 1, 2, 6, 7. Tiếng này cho gì vật sắc nét. Đặc biệt con vang này nghe nhạc thì rất hay luôn. Thank you.
Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em đăng ký chia sẻ đến bạn bè. Ở Hưng Yên. Xin chào anh em nhé, mình kết thúc video đây.